Sau những kết quả có được tại vòng áp chót của giải đấu, Viettel và Hà Nội FC chính là hai đại diện ưu tú nhất và hứa hẹn sẽ tạo cho người hâm mộ một cuộc đua vô địch gay cấn đến tận vòng đấu cuối cùng. Trước vòng đấu quyết định của chủ nhân ngôi vương V-League 2020, cùng đến với chương trình nhận định vòng 7 do kênh YouTube VFF Media thực hiện. Thất bại 2-3 trên sân của BKMX Bình Dương vòng vừa qua đã là trận thua thứ 6 liên tiếp của Hoàng Anh Gia Lai. Kể từ khi bước sang giai đoạn 2, đội bóng phố núi đã 6 trận thì phơi áo cả 6. Đó thực sự là màn trình diễn quá tồi tệ, dù biết Hoàng Anh Gia Lai đã sớm đặt mục tiêu trụ hạng khi giai đoạn 1 khép lại. Đỉnh điểm của sự chỉ trích là ở trận thua vừa qua, khi Hoàng Anh Gia Lai sớm dẫn trước một BKMX Bình Dương hết động lực tới 2 bàn trong hiệp 1, nhưng chung cuộc vẫn ra về tay trắng. Thất bại ấy cũng khiến họ rơi xuống vị trí bét bảng của nhóm A, kém cả Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước thềm vòng hạ màn. Trở về phố núi Pleiku tiếp đón đội bóng Tân Bình, trong bối cảnh chưa giành nổi điểm nào ở 6 trận đã qua, có lẽ rất ít khán giả tin rằng Hoàng Anh Gia Lai sẽ đá một trận mãn nhãn. Ở chiều ngược lại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng mới chỉ kiếm được 2 điểm ở 6 vòng đã qua thuộc giai đoạn 2. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Phạm Minh Đức vẫn giữ được bản sắc của họ. Có chăng chỉ là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trình diện lối đá phóng khoáng hơn, khi áp lực thành tích đã không còn là vấn đề quá lớn với các cầu thủ. Nên nhớ ở 6 vòng vừa qua, nếu như hàng thủ của Hoàng Anh Gia Lai thủng lưới tới 20 bàn, thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ để thua 9 bàn, tức chưa bằng một nửa đội bóng phố núi. Dù không còn cơ hội cải thiện vị trí thứ 7, nhưng thành tích của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải đầu tiên lên chơi tại V-League vẫn để lại nhiều ấn tượng trong lòng người hâm mộ. Liệu đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Minh Đức có thể khuất phục Hoàng Anh Gia Lai để bỏ túi chiến thắng đầu tiên và cũng là cuối cùng của họ ở giai đoạn 2, hay Hoàng Anh Gia Lai sẽ vớt vát thể diện bằng thắng lợi trong ngày V-League hạ màn? Câu trả lời sẽ có sau cuộc so tài Hoàng Anh Gia Lai Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào lúc 17 giờ ngày 7 tháng 11 tại sân Pleiku. Sau cuộc lượng dòng tương đối ấn tượng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được thi đấu trên sân nhà để tiếp đón BKMX Bình Dương, đối thủ cũng có màn trình diễn thuyết phục trước Hoàng Anh Gia Lai. Chắc chắn cả hai đội bóng đều có một chiến thắng làm quà trên tay người hâm mộ sau một mùa giải tương đối nhiều thăng trầm. Với đội chủ nhà, sau hai chiến thắng liên tiếp, họ leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, chỉ hơn đối thủ của họ ở trận đấu này về mặt hiệu số. Có thể thấy, dù gặp khá nhiều bất lợi ở mùa giải năm nay vì những chấn thương với mức độ nhạy nhẹ khác nhau của các cầu thủ trụ cột, nhưng khi gặp những đối thủ dưới cơ, đoàn quân của huấn luyện viên Trung Hê Sơn vẫn biết cách để giành trọn vẹn 3 điểm. Như ở trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa qua, dù đã có những thời điểm để đội bóng núi Hồng dẫn trước, nhưng những ngôi sao của Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là Phi Sơn, vẫn biết cách tỏa sáng đúng lúc để giúp đội bóng chủ quản vượt khó. Phía bên kia trên tuyến, với dàn cầu thủ trẻ lại còn được dẫn dắt bởi những cái tên nhiều kinh nghiệm trận mạc như Tô Văn Vũ hay Tiến Linh, trong một ngày thăng hoa, đội bóng giấc thủ hứa sẽ làm khó bất cứ đối thủ nào. Còn nhớ tại chính trận đấu giữa hai đội được diễn ra trên sân Thống Nhất ở lượt đi, BKMX Bình Dương đã bất ngờ đánh bại đối thủ với tỷ số 2-1, đồng thời biến bàn gỡ của Công Phượng trở nên vô nghĩa. Liệu Tiến Linh và các đồng đội có thể giành thêm một chiến thắng trước đội chủ nhà để chiếm lấy vị trí thứ 5 chung cuộc, hay Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khép lại mùa giải 2020 bằng 3 điểm trọn vẹn để giành chặn khán giả nhà? Câu trả lời sẽ có sau khi trận đấu giữa hai đội được diễn ra vào lúc 19:15 ngày 7 tháng 11 năm 2020 trên sân vận động Thống Nhất. Chiến thắng tối thiểu trước Thăng Quảng Ninh ở vòng áp chót đã giúp Viettel đặt một tay vào chức vô địch. Đó là thắng lợi thứ tư của họ ở 5 vòng gần nhất và cả 4 chiến thắng ấy của Viettel đều diễn ra với tỷ số 1-0. Có thể nhiều cổ động viên yêu bóng đá cống hiến sẽ không thực sự hài lòng với lối chơi của thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng ở giai đoạn cuối mùa, nhưng rõ ràng đó là những tính toán cần thiết của một nhà vô địch trong chặng đua đường dài. Với 2 điểm nhiều hơn Hà Nội trước thêm vòng hạ màn nhưng lại kém hiệu số, nếu muốn tự quyết, nhiệm vụ của Viettel là phải ca khúc hải hoàn trên sân Thống Nhất của câu lạc bộ Sài Gòn. Xét về phong độ, đội bóng áo lính đã bỏ túi 16 trên 18 điểm tuyệt đối ở giai đoạn 2 và với tư cách đội đầu bảng, không có gì khó hiểu khi ông Trương Việt Hoàng tỏ ra rất tự tin trước trận đánh quyết định. Thì đúng như là còn trận cuối rồi và chúng tôi vẫn còn một trận cuối để chúng tôi phải đạt được mục tiêu, và tôi đã nghĩ đến là cái chức vô địch của chúng tôi sẽ phải cố gắng. Nếu mà tôi có được chức vô địch thì thật sự đây là cái điều mà để tôi muốn được tri ân đến tất cả những người hâm mộ đã theo dõi và đồng hành cùng đội bóng Viettel trong mùa giải năm nay. Và đấy là lời tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã có ủng hộ, và tôi thay mặt cho đội bóng Viettel là sẽ hứa với cả các cổ động viên là trận cuối cùng chúng tôi thi đấu với Sài Gòn, chúng tôi sẽ làm trận đấu sẽ cống hiến để cho tất cả khán giả cả nước biết là câu lạc bộ Viettel năm nay sẽ là đội bóng như thế nào. Trận đấu tôi nghĩ nếu không nhầm đây là trận đấu thắng thứ 7-1 của đội Viettel. Mọi người là trong đấy là có 5 trận đấu của cái khi mà chúng tôi bắt đầu ở những giai đoạn nước rút, đặc biệt là 4 trận đấu gần đây
quan trọng nhất là tôi muốn cũng với cả các học trò của tôi, quan trọng nhất là không được để thủng lưới và chờ sai sót của đối phương, và chúng ta sẽ kết thúc trận đấu kể cả là tỷ số 1-0 nhưng mà chúng ta vẫn có cái được cái mục tiêu 3 điểm của chúng ta đạt ra. Chứ các bạn mà thắng 4-0 hay là 4-1 nhưng mà khi các bạn vẫn để thủng lưới thì cái điều này tôi không hài lòng. Và các bạn đã thấm nhuần cái triết lý mà tôi xây dựng để cho đến trận đấu cuối cùng. Ở chiều ngược lại, Sài Gòn đã gục ngã ở trận đấu quan trọng nhất của họ trước Hà Nội với tỷ số 2-4. Dù đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đã chơi đầy nỗ lực, nhưng những khoảnh khắc lóe sáng cùng sức mạnh của nhà đương kim vô địch đã khiến họ phải tay trắng ra về. Lúc này, Sài Gòn không còn cơ hội cạnh tranh ngôi vị cao nhất, nhưng họ vẫn còn mục tiêu giành ngôi Á quân nếu đả bại Viettel ở vòng đấu cuối và Hà Nội để thua Than Quảng Ninh. Nên nhớ, câu lạc bộ Sài Gòn đang là đội hiếm hoi chưa thua trên sân nhà ở V-League 2020. Và vị thuyền trưởng của đội bóng là ông Vũ Tiến Thành cũng khẳng định Sài Gòn thừa khát khao để gieo sầu cho Viettel ở trận đấu định đoạt ngôi vô địch. Mùa giải năm nay là Sài Gòn FC là một trong những đội bóng ra sân xả thân nhiều nhất. Tại vì các bạn thấy lực lượng của chúng tôi. Đó nó gọi là bóng đá. Và tôi khẳng định một điều rằng là Sài Gòn FC mùa giải năm nay chính là một trong những hiện tượng và nhân tố góp phần cho V-League 2020 hay nhất trong lịch sử mà các bạn đã biết. Và tôi sẽ đá trận với Viettel trên sân nhà và tôi sẽ đá bằng hết sức nỗ lực của mình. Sài Gòn FC ra sân là phải xả thân và nỗ lực. Mà cái điều đó nó mới giúp cho bóng đá Việt Nam phát triển được. Tôi đá sân nhà sao không tự tin? Viettel đâu có phải là một cái đội bóng gọi là như là Real Madrid hay Barcelona ở đây. Tất cả đội bóng đều có yếu tố, đều chúng tôi có thể thắng được. Thí dụ chúng tôi có thể thắng Hà Nội lượt đi, lượt về họ chơi hay hơn họ thắng. Nhưng nhớ là chúng tôi đá sân nhà. Còn bạn mà vào sân thì bạn nói là bao nhiêu phần trăm mà bạn có thể thắng được Viettel thì không bao giờ bạn huấn luyện được cái đội bóng của bạn có thể xả thân đá như vậy được. Không bao giờ. Bạn là coach, bạn là huấn luyện viên mà bạn cứ sợ thì sao mà đá được. Lượt đi mùa giải này, Viettel từng vượt qua Sài Gòn với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Vũ Minh Tuấn ở những phút bù giờ. Thế nhưng, lúc này xét về tinh thần, rõ ràng Sài Gòn là đội bóng thoải mái hơn khi áp lực thành tích gần như được rũ bỏ. Liệu thầy trò Vũ Tiến Thành có tạo nên điểm nhấn đáng chú ý nhất ở trận cuối cuộc đua vô địch, hay Viettel sẽ biết cách thể hiện bản lĩnh, qua đó lên ngôi ở giải vô địch quốc gia Việt Nam mùa 2020? Mọi chuyện sẽ sáng tỏ sau trận thư hùng Sài Gòn Viettel vào lúc 17 giờ ngày 8 tháng 11 trên sân vận động Thống Nhất. Tại trận đấu diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 8 tháng 11 trên sân vận động Cẩm Phả, Hà Nội FC sau chiến thắng đầy cảm xúc trước Sài Gòn FC sẽ có chuyến hành quân tới đất mỏ để làm khách trước đội chủ nhà Than Quảng Ninh đang sở hữu tinh thần lên cao cùng việc đón chào sự trở lại của hàng loạt trụ cột. Đội bóng thủ đô hứa hẹn sẽ thi đấu hết mình để giành trọn vẹn 3 điểm và tiếp tục nuôi hy vọng cho cuộc đua giành chức vô địch. Dù không có quyền tự quyết trong tay, nhưng từng thành viên của Hà Nội FC đều đang thể hiện tinh thần quyết tâm cho đến những phút thi đấu cuối cùng của mùa giải năm nay. Câu lạc bộ Hà Nội thì trong tất cả những mùa giải đã tham gia thì luôn luôn chơi đến những giây phút cuối cùng, thì đấy là cái sự bản lĩnh của câu lạc bộ. Và có bất cứ một cái cơ hội nào cảm thấy dần mong manh nhất và nhỏ nhất thì câu lạc bộ Hà Nội cũng sẽ cố gắng nắm bắt. Cái giải đấu năm nay thì nó đã kịch tính đến những giây phút cuối cùng, thì nghỉ thời điểm này thì Viettel là người ta có quyền tự quyết, chúng tôi thì không có quyền tự quyết, thì cái đấy là cái lợi thế của Viettel. Nhưng mà cũng hy vọng rằng trận đấu thì nó sẽ đưa đến những cái trận đấu đầy cảm xúc cho khán giả. Phía bên kia trường tuyến, dù được thi đấu trên sân nhà nhưng dĩ nhiên Than Quảng Ninh không được đánh giá cao bằng đối thủ trong cuộc đối đầu tới đây, bởi không những không có phong độ tốt khi đã chịu thất bại trong hai trận gần nhất. Những cái tên quan trọng nhất trên hàng công của đội bóng đất mỏ như Giang Trọng Cách Tân hay Jimmy Lynch vẫn đang bỏ ngỏ khả năng ra sân ở thời điểm hiện tại. Đấy là còn chưa kể, nếu xuất sắc giành chọn 3 điểm trước các nhà đương kim vô địch thì Than Quảng Ninh cũng khó giành được vị trí thứ 3 khi đã thua Sài Gòn FC 3 điểm và 7 hiệu số khi mùa giải chỉ còn một vòng đấu nữa là kết thúc. Lợi thế duy nhất của đội bóng đất mỏ ở thời điểm hiện tại là họ đang sở hữu huấn luyện viên Phan Anh Hùng luôn biết mình biết ta và cực kỳ am hiểu đội bóng cũ. Thực sự ra là Hà Nội vẫn là cái đội mà bề dày, và thực sự ra thì thực tế hiện đến hiện giờ thì cách họ sa sút một trong giai đoạn thôi mà họ quay lại họ đua thì chứng tỏ là giai đoạn đầu thì Sài Gòn đúng không? Sài Gòn họ đến giai đoạn gần về chót thì Sài Gòn bị đẩy xuống, bị theo lên, Hà Nội lại bám theo. Thì Hà Nội vẫn còn hai trận để quyết định cả cái chặng đường ta đi, rõ ràng là thể hiện được sức mạnh của ta rồi. Đáng chú ý, ở trong hai lần hành quân đến đất mỏ gần nhất, Hà Nội FC đều phải chịu những thất bại khá đậm đà trước đội chủ nhà. Tuy vậy, khi tính chất của trận đấu đã được đẩy lên đỉnh điểm, lại đang sở hữu lực lượng tinh nhuệ ở tất cả các tuyến, một chiến thắng là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay của đoàn quân huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm.
Theo các bạn, Than Quảng Ninh có thể tận dụng được lợi thế sân nhà để cản bước Hà Nội FC và giúp Viettel đăng quang tại V-League 2020. Trên đây là chương trình tổng hợp bóng đấu do kênh YouTube VPF Media thực hiện. Viettel hay Hà Nội FC, cái tên nào sẽ được hưởng đến vui vô địch khi trận bóng đá số 1 Việt Nam hạ màn? Trước khi chờ đợi những diễn biến hấp dẫn tại bóng đấu cuối cùng, hãy đưa ra những quan điểm cá nhân về cái tên xứng đáng lên ngôi cao nhất tại AFF V-League 1 2020.